Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp đầu xuân năm mới Giáp Thìn. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý con đàn cháu đông. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động sự thật cuộc đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975, được thần Phật gọi tên, thân tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến họ hàng ngưỡng mộ. Đúng trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Quý mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả, gian nan, buộc lòng ta phải cố gắng, cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Khi đã bước sang tuổi 50, tuổi Ất Mão cần hiểu, cuộc sống của các bạn chắc chắn sẽ có thành tựu, đạt được thành công, nhưng thành tựu này, thành công đó không dễ dàng và thuận lợi mọi bề. Thực tế trước 2020, bản mệnh này thông thuận, dễ thở và nhiều cơ hội hơn, tiếc rằng ở thời điểm đó mệnh này lại chưa đủ trí tuệ, chưa đủ đức độ, lẫn tài năng nhận thức để tận dụng thời cơ. Sau 2020, Ất Mão đã tài giỏi hơn, thông thái hơn, thì thời thế lại đi xuống, cũng chính vì đại dịch Covid kéo dài mãi cho đến tận thời điểm bây giờ. Và năm 2023, sự khó khăn của Ất Mão đã lên đến đỉnh, đã chạm nóc. Vậy nên, cái mừng là hiện thời 2024 và 6 tháng đầu năm Giáp Thìn này là vận khó sẽ suy giảm, trở ngại sẽ hạn chế cho toàn bộ Ất Mão, nghị lực cam trường, có lúc chán nản rồi lại hăm hở xông xáo chiến đấu. Bởi vậy, 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch này chính là câu trả lời cho tất cả. Tiền tài, danh vọng, vinh hoa phú quý cũng từ đây mà ra. Muốn biết cụ thể thế nào, hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe lý giải chi tiết từ các bậc thầy tử vi như sau. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Ất Mão sinh năm 1975, hay còn gọi là Đắc Đạo Chi Miêu, tức Mèo Đắc Đạo, năm sinh dương lịch, từ ngày 11 tháng 2 năm 1975. Đến ngày 30 tháng 1 năm 1976, cung Tốn, trực bế, mà đại khê thủy, nước khe lớn, mệnh thủy, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi, được ông quan đế độ mạng, mệnh thủy, đại khê thủy, nước khe lớn, tương sinh, mộc, kim, tương khắc, hỏa, thổ, thiên can, ất, tương hợp, canh, tương hình, kỷ, tân, địa chi, mão, tam hợp, hợi, mão, mùi, tứ hành xung, tí, ngọ, mão, dậu. Mão là con mèo, con giáp đứng thứ tư trong hệ 12 con giáp phương Đông. Người tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Người tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Người tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tin nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Người tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức, xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật như sống tự do tự tại, sống lạc quan yêu đời, lương thiện và bao dung. Người tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát,
thích nghi nhanh với mọi hoạt cảnh, sống thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Người tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, người tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh, đạt tới thành công. Người tuổi Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ, trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của người tuổi Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, người tuổi Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn tuổi Ất Mão. Với bề ngoài mềm mại và nhạy cảm, người tuổi Ất Mão có đời sống nội tâm rất phong phú. Cảm xúc của họ có thể thay đổi nhanh như thời tiết, họ vừa vui đó lại có thể buồn ngay. Luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, người tuổi Ất Mão hiếm khi cao giọng hoặc tỏ vẻ khó chịu quá mức. Đôi khi nếu cơn giận lên đến tột đỉnh, họ cũng có vẻ khó kiềm chế mình. Nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh như cơn giông ngày hè. Tốc độ thay đổi cảm xúc cũng như dòng chảy của suy nghĩ thường khiến họ cảm thấy nôn nóng. Người tuổi Ất Mão không thích lãng phí thời gian và khó lòng hiểu nổi vì sao nhiều người khác không nhanh nhẹn như mình. Điều này có thể khiến những người xung quanh khó chịu, nhất là nếu họ coi sự thiếu kiên nhẫn của người tuổi Ất Mão là biểu hiện của thói khinh bỉ, ngạo mạn. Rất thích được yên ổn, người tuổi Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột. Họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người, và vì vậy thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không làm người lãnh đạo. Cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc, họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Người tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy được coi là người bạn đáng tin cậy, với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn căng thẳng nhất trở thành chuyện giữa những người bạn. Trong công việc, người tuổi Ất Mão thường lặng lẽ nhưng hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Tuổi Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt mục đích của mình. Nam giới tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi hò hẹn, họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây chói, nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác ngay cả khi đã gắn bó với một người. Khi đùa giỡn với người thứ ba, họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật, bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ. Cuối cùng họ cũng vẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Phụ nữ sinh tuổi Ất Mão thường dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Sẽ chỉ là uổng công nếu các chàng trai ngưỡng mộ họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai đó. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dồn toàn bộ sức lực và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Người tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc, bản chất hào phóng và hòa đồng, giúp họ dễ dàng có được của cải. Người tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được, nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp tuổi Ất Mão trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp, vận trình 6 tháng đầu năm 2024 sẽ mang đến một loạt thách thức và cơ hội hấp dẫn cho người tuổi Ất Mão. Dù gặp phải cục diện hại thái tuế, nhưng được quý nhân tương trợ, lại có thiên can Ất gặp giáp bình hòa về cục diện,
báo hiệu công việc làm ăn không có sự thay đổi nhiều. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ vào nửa đầu năm 2024. Do được thiên quan nâng đỡ, nên tận dụng nửa đầu năm phấn đấu không ngừng, ắt có ngày gặt hái quả ngọt. Việc kinh doanh, buôn bán trong thời gian đầu năm, tuy chưa có khởi sắc mạnh, nhưng vẫn tương đối ổn định, tuy nhiên sức cạnh tranh lớn, khiến đương số phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn mất ngủ, cơ thể hao nhược, hợp tác làm ăn có điểm phá hoại, do tác động của cục diện hại thái tuế và thiên cầu hung tinh, nếu bản mệnh chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Thời điểm này, bản mệnh nên cẩn thận trong làm ăn, nên tiến hành từng bước, vừa để thăm dò thị trường vừa để chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực ứng phó khó khăn, cũng như đón nhận cơ hội mới, dục tốc bất đạt, làm gì cũng cần ghi nhớ điều này quý Ất Mão nhé. Về phương diện tài lộc tuổi Ất Mão trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tài chính của người tuổi Ất Mão nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều trong 6 tháng đầu năm 2024 này. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong giai đoạn nửa đầu năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này. Nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm đấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra. Thậm chí dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thái tuế kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản, cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của. Tử vi tình cảm, gia đạo tuổi Ất Mão trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Xem tử vi 2024 dự báo, trong 6 tháng đầu năm mới này, chuyện tình cảm của người tuổi Mão sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện hại thái tuế. Các mối quan hệ xấu đi, tình yêu lung lay, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đòi hỏi bạn phải có nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn. Hung tinh trực phù cũng khiến tâm tình của bạn dễ trở nên cáu kỉnh, đáng nghi. Đó là lý do niềm tin trong mối quan hệ của các cặp đôi tuổi Mão sẽ được thử thách trong năm Giáp Thìn này. Khi có vấn đề nảy sinh, bạn không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương để cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Thay vào đó bạn thường áp đặt, buộc tội và phán xét chính người mình yêu. Cách hành xử vô lý như vậy sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm giữa hai bạn. Cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra rạn nứt tình cảm. Những người đã kết hôn lâu cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực. Có thể trong tiềm thức, bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vợ chồng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tay đụng chân trước mặt con cái. Những sự việc như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hòa khí trong gia đình, đồng thời có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở trẻ em. Đối mặt với những vấn đề tình cảm trong 6 tháng đầu năm này, người tuổi Ất Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh. Gặp vấn đề nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh, nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Với người độc thân, dù vận khí đầu năm không mấy sáng sủa, nhưng bạn vẫn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ. Có thể tổn thương quá khứ vẫn khiến bạn có phần e dè khi định bước vào một mối quan hệ mới. Song năm nay nhờ có sự thuyết phục của một ai đó, bạn có thể quyết định từ bỏ quá khứ, tự tin hơn vào bản thân và bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này, trong tương lai gần bạn nhất định sẽ có được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. Về phương diện sức khỏe tuổi Ất Mão trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Tử vi tuổi Ất Mão trong 6 tháng đầu năm 2024 nhận định, về mặt sức khỏe, mệnh chủ được nhắc nhở, nên cẩn thận trước những mối nguy hại do hung tinh tác động, dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều có thể xảy đến với bạn. Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, để sức đề kháng và khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn. Đó là bí quyết để đẩy lùi mọi bệnh tật. Đặc biệt, sức khỏe tinh thần nên được chú ý chăm sóc trong năm nay, áp lực từ công việc,
Tiền bạc hay những muộn phiền về tình cảm có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ, rất dễ rơi vào tình trạng lao lực, nên suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một số người tuổi Ất Mão khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn, cẩn thận bị ngã, chảy máu khi làm việc hoặc bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn, nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là những ai làm nghề lái xe, nên chú ý lái xe an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông nhé. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, trong tháng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, người tuổi Ất Mão mưu sự thuận lợi, công việc có dấu hiệu tăng tốc bất ngờ nhờ chín ấn nâng đỡ, tài lộc ngày càng khởi vượng. Trong tháng riêng này, tuổi Mão làm việc khá thảnh thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm, có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn. Về sức khỏe, Mão Mộc được mùa xuân ưu ái, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào, hầu như không ốm đau, bệnh tật, có điều, nên chú ý dưỡng sinh theo mùa để tăng cường thể trạng. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng mới chứng kiến quá trình thăng hoa rực rỡ của tuổi Ất Mão, khi mọi phương diện cuộc sống của tuổi này đều có bước cải thiện đáng kể, đầu tiên phải kể đến lĩnh vực sự nghiệp. Tử vi tháng 2 âm lịch cho biết, công việc của bạn có nhiều khởi sắc, chẳng những có cơ hội gặp quý nhân mà còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Mọi người đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Tiếp đến không thể không nhắc tới phương diện tài lộc. Đây cũng là điểm sáng đáng tự hào của bản mệnh trong tháng mới. Đây chính là thời điểm nở rộ về con đường sự nghiệp, làm giàu của người tuổi Ất Mão. Với người làm công ăn lương, công việc thuận lợi, cũng kéo theo tình hình tài chính có những chuyển biến đáng mừng. Tuổi Mão được dự báo sẽ có nhiều cơ hội nhận được khoản thưởng nóng hậu hĩnh, nâng mức thu nhập hiện tại, chất lượng cuộc sống cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu kinh doanh, người tuổi Ất Mão dễ được quý nhân hỗ trợ, đồng hành, vì thế bạn dễ có được thành công, đánh đầu thắng đấy trong giai đoạn này. Tài lộc dồi dào cũng cho thấy, đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, sản xuất của mình. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tử vi tuổi Mão tháng 3 theo lịch âm, bản mệnh lâm tượng tương hại, báo hiệu vận trình không mấy bình yên, tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, dễ bị lừa gạt về chuyện tiền bạc, tranh công, đoạt vị, mưu sự khó khăn hơn trước cần hết sức thận trọng, áp lực việc lớn, các mối quan hệ xã giao ngày càng rối ren, đồng nghiệp quay sang bất mãn, cấp trên thiếu sự tin tưởng, khiến bản mệnh áp lực liên tiếp, rất cần đi đâu đó để giải tỏa, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tình hình tài chính kém sắc, chính tài tạm ổn, thứ tài hầu như không có, trong tháng còn có dấu hiệu phá tài, lừa gạt tiền bạc, cẩn thận khi cho người khác vay số tiền lớn kẻo tiền một đi không trở lại, kể cả anh em họ hàng. Đừng cả nể mà thế chấp đất đai, sổ đỏ, để cho vay, chưa biết chừng bạn sẽ phải hoàn trả số nợ đó thay họ. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng này, vận trình tài lộc khởi sắc, kinh doanh buôn bán cũng dễ dàng hơn. Người làm chủ doanh nghiệp, kinh doanh tự do có một tháng vất vả, tất bật, nhưng thu về lợi nhuận khả quan, cơ hội đầu tư đến, nếu có thể hãy mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Có điều thứ tài không quá vượng, đừng thử may rủi vào các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo trắng tay, đời sống tình cảm hài hòa. Vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái, người độc thân vượng đào hoa, đi xa có thể gặp được đối tượng ưng ý. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tử vi người tuổi Mão trong tháng Canh Ngọ, chuẩn bị có một vận trình khá ổn, vạn sự như ý, nhưng sức khỏe lại không được tốt. Mão Mộc tương sinh Ngọ Hỏa, giúp bản mệnh công thành danh toại, tư duy của người này trở nên mới mẻ, có nhiều ý tưởng phương án mới. Vì vậy áp lực làm việc không còn trở thành gánh nặng, các trình tự công việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch đã định. Với tính cách lạc quan vốn có, hành sự cân bằng nên đồng nghiệp đều vui vẻ hợp tác với bạn. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Được quý nhân tam hợp phù trợ, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, công việc đang khó khăn khúc mắc bỗng được giải tỏa. Nguyên tắc bất di bất dịch trong công việc là làm gì cũng cần bình tĩnh, nóng vội sẽ hỏng việc. Trong mọi trường hợp, nếu biết tiết chế cảm xúc, không để cảm tính lấn át lý trí, bản mệnh sẽ thu về thành quả xứng đáng, tài lộc khởi sắc mạnh, kinh doanh, buôn bán phát tài phát lộc. Có thể bản mệnh sẽ triển khai dự định lớn nào đó, như mua nhà, mua xe, cho con đi du học. Có điều, cẩn thận nếu có vay mượn tiền bạc của người khác hoặc cho người khác vay, tránh bị lừa đảo. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Ất Mão năm 2024. Theo sao chiếu mệnh,
trong năm này bản mệnh tuổi Ất Mão nữ mạng gặp sao Thổ Tú. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bi ai. Thổ Tú được coi là hung tinh, năm có sau này chiếu, nữ mạng Ất Mão dễ mang việc tiếng thị phi, có kẻ giở trò xấu mà sinh ra thư kiện, tuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, trồng trọt không được mùa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn huỳnh tuyền, năm có hạn huỳnh tuyền quý bạn dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu, công việc làm ăn nhiều trục trặc, chăn nuôi hay trồng trọt dễ bị mất mùa dẫn tới thua lỗ, tài lộc kém sắc, kiếm đã khó lại dễ bị tiêu tán, có họa thị phi, tranh chấp, sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh nặng, tốn kém tiền của chữa trị. Trong năm bất lợi khi xuất hành xa, hạn chế đi đường sông nước để tránh tai ương bất ngờ. Cách hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mạng, đường số nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý. Việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. 2. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Ất Mão năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Ất Mão nam mạng gặp sao Thái Dương. Thái Dương được coi là cát tinh, tốt cho nam hơn nữ mạng. Thái Dương ví như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu thì khó khăn được tháo gỡ, làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn toán tận, hạn này chủ yếu gây đau yếu, bệnh tật, tai nạn xe cộ bất ngờ, tốn kém tiền bạc cho vấn đề sức khỏe. Tiểu kết, năm có sao tốt chiếu, vận xấu được chiết giảm phần nào, công việc làm ăn tuy gặp khó khăn, nhưng nếu nỗ lực vẫn có thể gặt hái thành quả tốt. Kinh doanh buôn bán cũng có thời điểm vào cầu, nên chủ động nắm bắt, có điều sức khỏe nam mạng Ất Mão giảm mạnh, đề phòng mắc bệnh nặng phải hao tốn nhiều tiền của chữa trị. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Đeo đổ phong thủy. Nữ mạng tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu, mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình, để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chấp mất thời cơ. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh những tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp Ất Mão gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh lam vượng sự nghiệp. Màu sắc này giúp bản mệnh cải thiện mặt tính cách bốc đồng, nóng vội của mình. Dù có gặp rắc rối cũng có thể bình tĩnh tìm cách suy xét và giải quyết vấn đề. Nó còn có tác dụng vượng nhân duyên, giúp bạn dễ gặp quý nhân. Màu hồng vượng tình duyên. Màu này giúp bản mệnh thể hiện được mặt tính cách chu đáo, hiền hòa vốn có, khiến các đối tượng khác giới dễ bị hấp dẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bạn cũng sẽ tự tin hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Màu trắng có lợi cho sức khỏe. Tuổi Ất Mão sử dụng nhiều đồ dùng có màu trắng sẽ giúp tinh thần luôn thoải mái, lạc quan, không ngại đối đầu với khó khăn, thử thách.
chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Ất Mão là màu vàng, nâu đất. Người tuổi Ất Mão có thể sẽ trở nên nóng nảy, bốc đồng nếu thường xuyên sử dụng hai màu này. Từ đó bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp hoàn cảnh để kiếm lợi về cho bản thân. Dù trước mắt bạn đạt được mục đích, nhưng về lâu dài thì có thể sẽ phải trả giá. Ngoài ra, bạn sẽ còn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung, dễ mắc sai sót, đặc biệt là trong các việc liên quan đến số liệu, hợp đồng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Quý vị thân mến, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của cuộc sống và không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra như ngọn đèn trước gió. Chẳng ai dám tự tin nói rằng ngày mai mình vẫn còn trên thế gian này hay không, chỉ mới gặp hôm qua mà hôm nay choàng tỉnh, người ấy đã về cõi vĩnh hằng thiên thu, cách biệt nghìn trùng, thân xác tuy còn đây mà linh hồn đã về nơi xa lắm, vĩnh viễn chẳng có ngày gặp lại. Vậy thì, khi còn tồn tại trên cõi đời này, hai việc con người không nên làm là gì? Tại sao lại không nên làm? Vậy hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. 1. Hai việc không nên làm trong cuộc đời mỗi người. Nhân gian vô thường, thế sự khó lường, vật đổi sao rời, con người cũng chỉ đang mò mẫm trong cõi nhân sinh, đời người ngắn chẳng tày gang. Có muôn vàn việc con người được khuyên bảo không nên làm, nhưng có hai việc này vô cùng quan trọng, bạn nhất định phải nhớ. Thứ nhất là chờ đợi, thứ hai là dựa dẫm. Vì sao không nên dựa dẫm hay chờ đợi? Hãy đọc hai câu chuyện cuộc sống dưới đây để thấm thía hơn về thế thái nhân sinh. Câu chuyện thứ nhất, ở ngôi chùa nọ có một vị sư đã ngoài 80 tuổi, trời nắng to vẫn mang phơi nấm hương, sư trụ trì nhìn thấy, bèn nói, ông này ông đã lớn tuổi vậy rồi, sao phải làm những chuyện này, ông không cần phải cực khổ như vậy, tôi có thể tìm người làm thay ông mà. Vị sư già thoải mái nói, người khác không phải là tôi, sư trụ trì lo lắng đáp, đúng là vậy, nhưng nếu có làm việc thì cũng đừng chọn lúc nắng chói chang như vậy chứ. Vị sư già lại nói, ngày nắng không phơi nấm, chẳng lẽ đợi trời dâm hay mưa mới phơi hay sao? Sư trụ trì không nói gì thêm được nữa. Câu chuyện thứ hai, lại có một câu chuyện về người sáng lập Tịnh Độ Tông Nhật Bản là Thân Loan như thế này. Cha mẹ Thân Loan mất từ khi ông còn nhỏ, năm 9 tuổi, ông đã hạ quyết tâm xuất gia. Vì thế ông đã tìm đến sư thầy, Từ Chấn. Sư Từ Chấn hỏi ông rằng, cậu con nhỏ như thế, tại sao lại muốn xuất gia? Thân Loan trả lời, tuy con chỉ mới 9 tuổi, nhưng cha mẹ đều đã không còn, bởi vì con không biết tại sao con người ta lại phải chết, tại sao con phải xa cha mẹ, cho nên để hiểu được đạo lý này, con nhất định phải xuất gia. Sư Từ Chấn cực kỳ khen ngợi chí nguyện này của ông và nói, được rồi, ta đã hiểu, ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay quá muộn rồi, đợi sáng ngày mai ta sẽ xuống tóc cho con. Thân Loan nghe xong liền nói, thưa sư phụ, tuy người nói sáng mai sẽ xuống tóc cho con, nhưng dù sao con cũng còn là trẻ con ngây ngô. Con không dám đảm bảo là ngày mai có còn muốn xuất gia nữa hay không. Hơn nữa, thưa sư phụ, người đã già thế rồi, người cũng không thể đảm bảo được liệu ngày mai người có còn thức dậy hay không ạ. Sư Từ Chấn nghe lời ông nói xong thì vỗ tay khen hay, đồng thời hài lòng nói rất hay, lời con nói hoàn toàn đúng, bây giờ ta sẽ lập tức xuống tóc cho con. Người ta thường nói việc hôm nay đừng để ngày mai, việc của mình thì mình làm, tuy nói thì dễ nhưng làm thì lại rất khó. Chúng ta luôn có thể tìm được rất nhiều lý do để tránh né, nhưng kết quả thì chẳng phải là tự dối mình hay sao? Đời người có hai việc không nên làm, việc đầu tiên chính là đợi, việc thứ hai chính là dựa dẫm. 2. Vì sao không nên chờ đợi hay dựa dẫm? Chờ đợi, đời người vô thường, việc đời khó đoán trước, đôi khi những biến cố xảy ra bất ngờ, nằm ngoài tưởng tượng của con người. Trong khi đó, sinh mệnh mỏng manh, chỉ trong giây phút đã có thể biệt ly xa cách nghìn trùng. Vì thế ở đời, có những việc chúng ta tuyệt đối không nên chờ đợi. Ngạn ngữ có câu, ngàn vàng khó mua được đều biết trước. Khi chúng ta nhìn lại các sự tình trong quá khứ, không ít người cảm khái nếu lúc trước thế này thế kia thì sự tình đã không như thế. Sớm biết trước thì đã như thế, quá khứ đã qua không thể quay trở lại. Vậy tại sao không nắm chắc thời điểm hiện tại, đưa ra lựa chọn đúng đắn, đừng để bản thân phải hối tiếc về sau. Nếu như còn có ngày mai, bạn dự định sẽ làm gì, đi đâu, gặp ai? Đời người mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Liệu bạn có thể bảo đảm ngày mai mình còn nhớ kế hoạch ngày hôm nay hay không? Liệu bạn có còn tồn tại trên thế gian để tiếp tục thực hiện những kế hoạch dang dở? Không có ai biết trước được tương lai. Chúng ta không thể biết được ngày mai đến sẽ mang theo niềm hy vọng mới hay nỗi tuyệt vọng khó lường. Vì thế, chúng ta sống phải nỗ lực, đừng để ngày hôm nay trở thành một phần trong quá khứ. Chúng ta cần sống chứ không phải tồn tại. Cuộc đời không chờ đợi ai. Khi ngồi trên bờ sông, Khổng Tử có nói, thệ giả như tư phù, bất xá chú dạ, luận ngữ nghĩa là người ra đi mãi không trở lại, ngày đêm mãi không ngừng trôi, sinh mệnh là không thể chờ đợi được, đời người ngắn ngủi, nên phải biết nắm lấy cơ hội. Dựa dẫm, có
có một số người mỗi khi gặp phải chuyện gì, việc đầu tiên nghĩ đến là tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Có người bất luận là có việc hay không, đều thích đi theo người khác, cho rằng người khác có thể giải quyết mọi khó khăn của mình trong cuộc sống. Những người như vậy ở đâu cũng có. Bill Gates đã từng nói rằng, thói quen ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công. Muốn làm nên nghiệp lớn, bạn phải đá chúng ra khỏi con đường của mình. Cuộc sống này dù sớm hay muộn thì cuối cùng bạn cũng sẽ ngộ ra một điều rằng, con đường đi chỉ có bạn tự đi một mình, không ai có thể đồng hành mãi mãi. Vậy nên, thay vì dựa vào người khác, hãy dựa vào chính bản thân. Việc mình có thể tự làm thì đừng nhờ vào người khác. Có vậy, bạn mới có thể giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời, dù cuộc sống có giông tố ra sao. Ai cũng có trong mình những công việc riêng, còn có trong mình những bộn bề lo toan của cuộc sống. Vì lẽ đó, dù có trải qua nhiều chông gai, bão tố, hãy luyện riêng cho mình cách vượt qua. Chẳng ai có thể ở bên cạnh mình mà giúp đỡ mình mãi mãi, có thể lo toan và giải quyết được chuyện riêng của chúng ta. Chủ động tự thân là cách giải quyết bền vững và linh hoạt nhất. Tiểu chung lại, điều quan trọng nhất mà ta sở hữu là gì? Không phải sự huy hoàng của ngày hôm qua, cũng không phải là hy vọng của ngày mai, mà chính là hiện tại. Vì thế hãy sống mà không cần phải chờ đợi hay dựa dẫm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.